Vâng, kính thưa quý vị, trên giải đất Việt Nam tươi đẹp, 54 dân tộc anh em như 54 sợi chỉ sắc màu rực rỡ dệt nên tấm thổ cẩm hình chữ S. Trong đó, những nét đặc trưng tiêu biểu của từng dân tộc được thể hiện qua các làn điệu dân ca dân vũ. Trên chặng đường cống hiến của mình, đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã dũng cảm trước những vẻ đẹp văn hóa đó, và đồng chí đã gửi gắm những tình cảm tâm huyết của mình qua tác phẩm múa, vũ điệu kết đoàn. Đó không chỉ là kết tinh những nét đẹp văn hóa của các dân tộc mà còn gửi gắm ý nghĩa của tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các dân tộc anh em cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Và đến ngày hôm nay, vũ điệu kết đoàn, tác phẩm như lời nhắn nhủ hiệu triệu tình đoàn kết dân tộc đã và đang được lan tỏa rộng khắp, hiện diện trong nhịp sống văn hóa tinh thần của người dân các dân tộc Sơn La và nhiều vùng miền trong cả nước, là thông điệp kết nối tình đoàn kết dân tộc tới mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế. Chào.